thực hiện nghị quyết số 29 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 74 ban hành ngày 20 tháng 2 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định số 3538 về việc từ năm 2015 tổ chức một kỳ thi quốc gia, gọi là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng. Nhận thấy tính cấp thiết cần phải có một giải pháp công nghệ thông tin tổng thể với mục tiêu đồng bộ hóa và hiện đại hóa quá trình tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông Quân đội xây dựng hệ thống quản lý thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Hệ thống quản lý thi Trung học Phổ thông Quốc gia là giải pháp công nghệ thông tin áp dụng để hiện thực hóa việc ghép hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng trên phạm vi toàn quốc. Việc triển khai thành công hệ thống là một nhiệm vụ quan trọng, nâng cao chất lượng kỳ thi, hiệu quả hóa chi phí tổ chức thi, tạo sự thuận lợi cho cộng đồng, xã hội và là nền tảng cho các kỳ thi tương lai. Hệ thống bao gồm các đối tượng tham gia như sau: Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, 38 cụm thi liên tỉnh và 65 cụm thi tỉnh, 3.867 điểm tiếp nhận hồ sơ trên cả nước, gần 4.200 trường trung học phổ thông, hơn 430 trường đại học cao đẳng trên toàn quốc, 1,5 triệu thí sinh. Hệ thống triển khai sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho toàn bộ các khâu trong kỳ thi nhờ quy trình tự động nhiều bước, hỗ trợ tra cứu thông tin tiện lợi, chính xác và tức thời. Thông qua hệ thống này, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục dễ dàng giám sát, thống kê, phân tích các số liệu tổng thể của kỳ thi, làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch đào tạo trong tương lai. Các cụm thi, điểm tiếp nhận quản lý hồ sơ đăng ký dự thi dễ dàng tổ chức thi và chấm thi hiệu quả, giảm chi phí các bước trung gian do hệ thống hỗ trợ tự động. Các thí sinh nhanh chóng tra cứu, báo sai sót thông tin thông qua hệ thống website. Ngày 13 tháng 11 năm 2014, Viettel và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp và thống nhất bài toán nghiệp vụ, xây dựng giải pháp và tổ chức thực hiện thông qua biên bản ghi nhớ về việc xây dựng và triển khai hệ thống. Tháng 1 năm 2015, phân hệ đầu tiên, phân hệ quản lý phiếu đăng ký đã được triển khai thử nghiệm tại trường Trung học Phổ thông Quản Bạ, Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, 13 thầy cô giáo và hơn 60 em học sinh. Tại đây, 100% cán bộ sở và trường đã được tập huấn và nắm được luồng quản lý phiếu đăng ký, cách sửa sai sót cho thí sinh, duyệt thông tin đăng ký dự thi, duyệt thông tin xét tốt nghiệp trên hệ thống. Đa số các thí sinh đã thực hiện thành thạo các bước đăng nhập, kiểm tra thông tin, báo sai sót thông tin hay thay đổi mật khẩu. Tiếp đó, ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3 năm 2015, phân hệ tổ chức thi đã được triển khai tại Đại học Vinh với sự chủ trì của đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định Chất lượng Giáo dục, đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An. Hơn 20 thầy cô trường Đại học Vinh, 60 em học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và Trung học Phổ thông Lê Viết Thuận, thành phố Vinh. Kết quả có hơn 80% ý kiến đánh giá, hệ thống đã đáp ứng được hơn 80% quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngày 19-20 tháng 3 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Viettel tổ chức tập huấn toàn quốc tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Những ý kiến đóng góp của các đơn vị chính là cơ sở để Viettel và Cục Khảo thí Kiểm định Chất lượng Giáo dục tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã hoàn thiện hai phần hệ phiếu đăng ký và tổ chức thi, sẵn sàng triển khai trên toàn quốc kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2015. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo lộ trình cụ thể. Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 sẽ triển khai mô đun quản lý phiếu đăng ký. Từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 sẽ triển khai mô đun tổ chức thi. Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015 sẽ triển khai mô đun hỗ trợ chấm thi, xét tốt nghiệp. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015 sẽ triển khai mô đun xét tuyển sinh. Với phương châm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, Viettel luôn coi đây là một trọng trách to lớn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao phó. Đồng thời, hệ thống sẽ là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể về thí sinh dự thi, chất lượng kỳ thi trên toàn quốc, giúp các nhà hoạch định, các lãnh đạo cấp cao có thể đưa ra chiến lược, chính sách phù hợp với tình hình thực tế. Bằng kinh nghiệm, sự quyết tâm và lợi thế sẵn có, Viettel cam kết đưa đến cho người dùng một hệ thống đáp ứng tốt nhất kỳ thi Trung học Phổ thông 2015 và luôn nỗ lực tối ưu hóa sản phẩm, cũng như đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công cuộc đổi mới nền giáo dục quốc gia nước nhà.